Dạ em đang like, có gì nhắn tin giùm em nha. Rồi. Dạ xin chào cả nhà thân yêu đã đến với live stream của Su. Vô vô ơi. Ơi. Biết không? Dạ cả nhà thân yêu ơi, mọi người chia sẻ live stream cho em đi. Em đã nhắc tới mọi người trong một cái bình luận nè. Đó là em đây, chào mọi người. Sawanika, 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 sawanika. Bây giờ đợi em xíu em sẽ live stream tới quý vị nha. Dạ xin chào Nguyễn Hoàng Anh Thư, xin chào anh Trần, xin chào Nguyễn Kim Ngân, xin chào Âu Gia Bảo, xin chào Nguyễn Hiền, xin chào Nguyễn Quy, xin chào Đinh Thị Thành. Xin chào mọi người nha, bây giờ em share live stream quý vị. Dạ chốt đơn share live stream, chốt đơn share live stream, chốt đơn nhấn chia sẻ live stream quý vị ơi. Đó rồi, ai thương tình xin share dùm live stream. Dạ quý vị chỉ cần share live stream dùm em thôi nhớ gì ha. Yêu thương mến thương, mình tình thương mến thương tới với nhau một cái live stream, lời nói thì chẳng mất tiền mua, mình share live stream để cho vừa lòng nhau quý vị ha. Tính đâu chuyện gì tại tôi bật thông báo bả đầu tiên, tính bị phốt gì với bả chứ trời ơi trời. Hello Nguyễn Ngọc Phượng, hello, bữa thấy là con gái mà sau này là con trai. Ủa em là con trai mà anh ơi. Dạ Hiếu đang công chiếu trên YouTube luôn. Ủa vậy hả, copy này qua YouTube luôn hả Hiếu? Sao hay dạ, nhìn giống cộng quá. Cảm ơn Linh Thị Sơn nha, Linh Thị Sơn là Linh Sơn nhớ gì nha, Linh Sơn con Linh Anh giống như là Linh Sơn thánh mẫu cho mọi người đó. Hello Linh Sơn nha, đây Việt Nam nha chị. Dạ xin chào nha Lê Phượng, xe livestream. Dạ xe livestream quý vị ơi. Dạ hello anh Võ Thành Nam, mọi người chia sẻ livestream giùm em ha, chia sẻ livestream giùm em. Này có hàng bơm không vậy? Okay. Đây là có vài cục hàng bơm, em xả bơm cho quý vị luôn nha, xả bơm cho gì luôn. Rồi để nó đi rồi đây. Xả bơm cho gì đi cho mắt kiến đeo vô cho nó dễ thương nè. Đó đeo mắt kiến vô cho dễ thương gì nha. Đó nhìn nó học thức, nó tri thức, gặp tráng cao đúng quý vị, nhìn nó thông minh đó mọi người ha. Lạp xưởng tôm ngon nha bà, cảm ơn Nguyễn Thanh Sơn rất là nhiều. Hello Thảo Vi, Thảo Vi nghe cho xuống gỏi cá trích, trời nghiệp nữa, trà sữa mà nó kêu hương gỏi cá trích. Trời ơi trời. À bảo anh Nguyễn bớt bán đồ ngon nha má, ăn hết gần hũ cá rồi. Cảm ơn nha bảo anh Nguyễn. Cảm ơn. Hello bé Mai, chào Nguyễn Hoàng Nam Nhân chia sẻ chị đi Nhân Nhân ơi. Hello Lý Chí Kha, cho ly nước lọc đi cả nhà thân yêu. Rồi làm ly cút với trường. Ờ cút vàng của em, cục vàng. Ừ tới đâu cút vàng. Đẹp trai dữ trời, cảm ơn mọi người share livestream em nha. Đeo cái kính giống Sơn Ca. Ủa sao trong livestream mà nhìn giống Su Su quá nè. Em không phải Su Su nha mọi người, em là Trần Gia Huy nha, em là Trần Gia Huy nha quý vị nha. Em không phải Su Su nha, em giống Su Su thôi, chứ em là Trần Gia Huy. Là Trần Gia Huy nha cả nhà ơi. Mình share livestream giùm em nha. Hồi nãy giờ cô chú anh chị nào mình vô livestream á, mình chưa share livestream cho em ha, thì ngay bây giờ mình share livestream giùm em nha quý vị nha. Rồi chốt đơn share livestream, chốt đơn share livestream. Dạ hello Ngọc Chiến, hello Kim Thúy. Bữa gặp chương mày An Giang, ok. Dạ bữa anh dễ chương mày An Giang nha. Lấy vàng đeo đi chế đang làm con trai mà lấy vàng cái gì hả? Săn hàng sale trong cái like này quý vị ơi. Dạ cái like này là em sẽ dành cho quý vị một cái chương trình là săn hàng sale nha. Săn hàng sale rất là hấp dẫn luôn ha, vô cùng hấp dẫn luôn. Chỉ cần cả nhà thương yêu mình share livestream giùm em, mỗi người bấm xe giùm em một phát, một phát thôi nha. Bà giả anh Gia Huy, Âu mập vậy Âu. Trời ơi trời, tôi là Gia Huy. Dạ lấy vàng đây chớ ơi, mít đi o thơm ngất ngay luôn Su ơi. Nguyễn Trương ơi, mít đi o Su còn hai chai thôi à. Anh chị nào thích mít đi o em sale luôn cho nè. Dạ cả nhà tình thương mến thương, mình sẽ livestream cho em chứ ha. Rồi em chuẩn bị lên đây nè, hàng bơm nè, một đống này nè, đặt cho cố rồi không lấy em không biết chi luôn á. Ly nước nhà em sang quý vị ha, ly nước giống như là hả ở dưới miệt thứ vậy đó, ly nước nó bần dễ sợ. Rồi cả nhà ơi, ai đã chia sẻ livestream comment giùm em chữ đã chia sẻ nha.
hôm nay chị Xu đẹp trai quá, chồng cảm ơn. Một người nói like thôi anh ồn quá. Ủa nãy giờ mấy người nói bà nội, nãy giờ mấy người nói có mình tôi nói đó má. Lên mấy ký rồi Xu. Mọi người đừng có hỏi như vậy được không? Sao mọi người lại hỏi cái câu đó? Sao mọi người lại nói cái câu đó vậy? Hả? Sao mọi người nói là Su lên ký vậy? Mọi người nói gì kỳ vậy? Sao mọi người nói Su lên kế? Mọi người nói lại cho đàng hoàng coi. Thật ra là Su không có lên ký nha mọi người. Su chỉ là hơi tăng cân nhẹ, rất là nhẹ nha, không có tăng cân nhiều ha, không có tăng cân nhiều, không có tăng cân nhiều. Dạ mọi người thương yêu chia sẻ livestream giùm em nha, em chuẩn bị lên đồ xe chú gì luôn. Rồi cả nhà thương yêu ơi, xem livestream cho em nha. Dạ có bán kính luôn quý vị nha, có bán kính luôn ha. Sawa chanti cái ly lên đầu bọn ơi chai máu, là con số 6, là con số 6. Một ngọn lửa hồng ở trong ta, ha ha ha, ngọn lửa cháy rừng rào. Cháy mãi mãi mãi, cháy lên đi lừa thiên cầu nguyện. Cái chán cao quá mọi người, chán cao thông minh mà mọi người nói sao vậy trời. Nói sao vậy trời ơi là trời. Nói sao vậy nè. Rồi em sẽ lên đơn quý vị ha. Đợi em chỉnh cái quạt máy em cái cho nó chỉa lên xíu rồi. Đó nó chỉa lên mặt em cho cái mặt em bớt nóng nha quý vị nha. Rồi bữa nay em sẽ ghi tay, bữa nay bill em ghi tay mọi người ha, mọi người thông cảm giùm em nha. Đó tại vì là em không có bữa nay là không có in bill được cho nên em ghi tay, và lên cái like này em sẽ ghi tay cho quý vị luôn nha. Rồi chơi luôn, lên xả hàng sale luôn, có nào có nước hoa sale luôn này, có nước hoa không ta, này cái gì vậy, 500 mấy chục ngàn là cái gì vậy ta. Nước hoa nè quý vị ơi, trời ơi nước hoa nè. Đưa nó kéo. Em xả nước hoa ra luôn nha quý vị nha. Má ơi đặt cho cố. Má nào đây, Nghi Nghi. Nó đặt cho cố sát vô rồi nó không lấy quý vị ơi. Trời ơi thử coi có tức không. Tức không. Tức không, nếu là mọi người tức không. Rồi xả hàng sale lên chỗ gì luôn nha. Ừ trước tiên anh sale mấy chai này trước đã. Đây nè mới xả ra thắt thì nè, mới xả ra tính cho lên kệ lại nè. Còn bây giờ xả ra đây luôn nha. Rồi dạ thú vị, Mid Dior còn 2 chai, Mid Dior còn 2 chai nha quý vị nha. Cho bịch mũ lên đi, cho bịch mũ lên, ghi cho, ghi tay cho. Mid Dior em còn 2 chai quý vị, cái gì Mid Dior em còn 2 chai, Mid Dior còn 2 chai nha quý vị nha. Mid Dior còn 2 chai 99.000 một chai. Anh chị nào chốt chốt liền giùm em. Mid Dior bao thơm luôn. Ai đã sử dụng Mid Dior nhà em rồi, cho em một cái comment quý vị nha. Mid Dior không còn cái giết giúp lông kìa. Mid Dior còn 2 chai nha. Đặt hàng ghi là Mid Dior kèm số điện thoại giùm em. Để em comment lên cho quý vị nha. Đặt hàng kèm số điện thoại. Chửi em rầu lắm mọi người, thật sự em rất là buồn luôn mọi người, em rất ư là buồn mọi người ơi. Nó đặt cho cố rồi, Mid Dior nha quý vị nha. Mid Dior 99.000 một chai, anh chị nào chốt thì chốt liền giùm em, đặt thì chốt liền giùm em nha. Đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Mid Dior có 2 chai thôi quý vị. Đó em đã ghim bình luận lên. Rồi Mid Dior có 2 chai nha, 99.000 một chai. Anh chị nào đặt để lại số điện thoại giùm em nha, 99.000 một chai. Rồi Blue chai mẫu, Blue chai mẫu nha. Bán chai xăng, Bảo Anh Nguyễn ơi đừng có comment như vậy.
Mít đi hai chai Nguyễn Trương ơi, lấy mấy chai. Cái này Versat nha quý vị nha, Versat nha, sale 99.000 luôn. 99.000 luôn. Đừng có comment giỡn như vậy nha Bảo Anh nha. Tráng em thông minh mừng mọi người. Dạ, Versat một chai duy nhất 99.000 luôn, xả sale luôn quý vị. Cái tráng chứ phải cái chán nha cả nhà ơi. Rồi, Nguyễn Trương ơi có lấy thiệt không vậy? Dạ, Midio nha quý vị nha. Cái này là Versat đó quý vị ha. Nguyễn Trương. Dạ mấy anh chị ơi làm ơn đừng bơm hàng em tội nghiệp em nha. Nguyễn Trương. Rồi 0389880362. Rồi hai chai cho cái viết khác hết mực rồi. Cái viết đỏ kìa. Hai chai Dior Versace quý vị. Versace 99.000 luôn. Miss Dior đã hết thưa quý vị. Dạ trên cái like này là hàng rất rẻ em sell cho quý vị luôn. Le Labo nè, hàng này là hàng chính hãng nha quý vị nha. Hàng đó là trên đây không phải là hàng hàng này là hàng xinh, hàng xinh thì rẻ hơn. Hàng đây là hàng replica, hàng phiên bản 1-1 nha quý vị nha. Rồi để em coi Versace cho Linh Hí. Linh Hí. Rồi em chốt cho Linh Hí nha. Rồi em chốt cho Linh Hí luôn. Rồi Versace em hết thú vị. Rồi lên. Đây, trời ơi, cha qua mấy má ơi. Đây nè, khui ra cho mọi người biết chai gì. Khui ra cho mọi người biết ở đây là chai gì nha. Em quấn rất là kỹ bây giờ thiệt, tôi tháo ra mà tôi quấn tôi cái là giống như là gì mọi người biết không, sắc ướp Ai Cập vậy đó nè. Trời ơi quá trời keo, quá trời băng ở đây nè, 80 lớp quấn làm cho cái chai nó không có bị bể đúng không mọi người. Dạ Miss Dior hết rồi cả nhà ơi, Miss Dior hết rồi nha mọi người ơi, đặt hàng để lại xuống thôi giùm em. Và sát hết rồi Lê Được ơi. Đây trời ơi trời, Aqua chai nước hoa Aqua cực kỳ thơm. Cực kỳ thơm 99.000 luôn. Cực kỳ thơm 99.000 luôn nha. 99.000 luôn, comment Aqua giùm em. Aqua 99.000 luôn. Một chai duy nhất thôi. Xả bơm cho quý vị đó. Này gì đây? Này đâu phải nước hoa. Aqua 99.000 luôn nha quý vị nha. Rồi, Le Labo là phiên bản. Là phiên bản là replica 1-1. Mùi tất cả dãy trên đây. Mùi chuẩn mùi của hàng chính hãng. Tuy nhiên lưu hương 85% so với hàng chính hãng thôi. Giá rẻ hơn. Đây, đây là hàng replica super full. Sẽ tặng túi luôn nha quý vị nha. Hàng real. Chứ là hàng real không phải. Cái này là hàng gì ta. Hàng replica 1-1 á. Hàng 1-1 á. Rồi test gồm Susu chốt chai Aqua. Ủa lộn, chốt chai Aqua cho Phạm Đức Tùng Quân. Tùng Quân. Rồi Phạm Đức Tùng Quân 0904294529. Rồi Phạm Đức Tùng Quân. Ok Phạm Đức Tùng Quân nha. Rồi tiếp tục quý vị ơi. Ok bu 15 bịch bánh tráng qua nhà lấy 6.000 bịch bu ơi. Rồi em tiếp tục đâu. Ồ, đây nè còn một chai nè. Xả xeo đây. Đây bơm đây. Đặt cho cố đây. Khóm 1 thị trấn Cái Nước Cà Mau. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Vậy đó. Trời ơi tôi gói kỹ lắm em má ơi. Đây nè. Cái hàng trên cùng đó quý vị nha. Là cái mùi là chuẩn mùi 100% giống mùi chính hãng. Tuy nhiên cái mùi hương á, nó sẽ lưu hương 85% do so với hàng chính hãng. Ví dụ hàng chính hãng nó sẽ lưu hương là khoảng trong vòng khoảng là 12 tiếng đi. Thì những chai này sẽ lưu hương khoảng 10 tiếng tới 11 tiếng thôi. Không có bàn hàng chính hãng được. Trời ơi tôi gói kỹ dễ sợ kỹ luôn nè. Có tức không? Có tức không? Đặt làm chi? Đặt làm chi rồi bơm rồi không lấy. Đặt làm chi vậy? Ava hết rồi em ơi, Ava hết rồi. Rồi đây. Trời đất ơi là trời. Trời ơi trời. Ủa. Trời ơi, rồi rồi chai này là có người rồi, có người đặt luôn rồi nè. Lộn cái gì? Đó. Nguyễn Tâm. Đi lại đi. Chai đó đã biết xong đợt. Dạ chai đó là do là đợt đó em không đủ hàng để em bán nha quý vị nha. Cho nên chai đó là có một anh nữa đã đặt rồi ha. Rồi. Aqua trước mặt luôn, chai màu xanh dưới sau lưng. Rồi đợi xíu xíu nha mọi người ơi.
Dạ, comment của ai mà bị ẩn đó quý vị cứ comment lại giùm em ha. Rồi, bây giờ em lên, từ từ em lên tiếp quý vị nha. Rồi em lên chai này ha. Chai này, bây giờ em lên nước hoa mini em sell quý vị trước đã nha. Đây, nước hoa mini, mẹ má ơi. Đây quý vị, nước hoa mini ha. Đây là có rất là nhiều mùi luôn, rất là nhiều mùi luôn nè. Đó. Đây, Coco Chanel, Miss Dior, CK. Đó. Rồi, cái này là Valentino. À, Chen Chanel. Đó, Gu Xì Hoa, người ta bán 180.000 một chai. Người ta bán 180.000 một chai đúng không ạ? Em bán cho quý vị là 3 chai 100.000. Nước hoa này, nước hoa xinh nha quý vị nha. 3 chai 100.000 cho cái le che ra xíu cho mặt đỡ bự. Ừ, mặt bự quá. Rồi, 3 chai 100.000 quý vị ơi. 3 chai mini 100.000. Quý vị cứ comment giùm em 3 chai mini nam hoặc là 3 chai mini nữ, bên em sẽ tự lựa mùi cho quý vị. Cực kỳ thơm luôn. Ví dụ thích mùi ngọt comment 3 chai nữ mùi ngọt, 3 chai nam mùi mạnh, hay là 3 chai nữ mùi mạnh vậy đó. Nha quý vị nha, cứ comment lên giùm em ha. Comment lên giùm em nha, 3 chai nam hoặc 3 chai nữ 100.000. Mua 6 chai tặng thêm 1 chai là 7 chai nha nha. 7 chai là chỉ có là 200.000 thôi, 7 chai 200.000, 3 chai 100.000. Đó, mấy chị chốt đơn giùm em nha, cứ ghi là 3 chai nam hoặc 3 chai nữ nha. Rồi đây quý vị. Đó. Mua 3 chai rồi bơm được không? Được nha em, được nha. Mua đi rồi bơm. Dạ Lê Thị Đại Trang, dạ. Ok mấy chị cứ comment giùm em ha. Rồi, 3 chai nam hoặc 3 chai nữ giùm em nha. Comment 3 chai nam hoặc 3 chai nữ, để lại số điện thoại giùm em. 3 chai nam hoặc là 3 chai nữ, kèm theo đó là số điện thoại nha. Có số điện thoại mới chốt được. Và nếu quý vị mua 6 chai, mua 6 chai, em sẽ tặng cho quý vị thêm 1 chai là 7 chai 200.000 ha. 7 chai 200.000. Dạ ok, em thấy đơn của chị Lê Thị Đại Trang rồi nha. Có mùi giò luôn em ơi. Có giò luôn. Đâu rồi, có giò, chai giò đen rồi ta. Đây. Đây chai giò em. Nha. Có chai giò luôn. Cái gì? Ừ. Có chai giò luôn quý vị nha. Cứ comment giùm em 3 chai 100 nha. Cái này có nhiều. Cái này có nhiều anh chị mình cứ đặt hàng, cứ comment giùm em 3 chai 100. Cứ comment là 3 chai nam hoặc 3 chai nữ. 3 chai nam hoặc 3 nữ, 3 nam 3 nữ nha. Rồi Nguyễn Trương 3 chai dồn đơn, 3 chai nam cho Nguyễn Trương dồn đơn. Lấy 3 chai nam cho Nguyễn Trương dồn đơn nè, Nguyễn Trương dồn đơn. Rồi, Lê Minh Chánh em chốt nha. Lê Minh Chánh em chốt nha, còn bánh tráng nha quý vị nha, còn bánh tráng nha. Bánh tráng xì ke 6.000 một bịch. Dạ, bán gì có mùi giò em đi. Dạ giò em là giò heo, giò BD đó anh ơi. Bé ngoan 6 chai nữ tặng 1 chai là 7 chai. Hello anh Võ Đăng Khoa, hello anh Hai Hận. Còn serum nha Hoàng Tuấn nha. Còn serum mụn nha em ơi. Rồi, 3 chai 100.000 Phương Hiền ơi. Hàng này nước hoa xinh, còn trên đây là nước hoa sách tay. Tuy nhiên phiên bản này là phiên bản replica, hàng 11, hàng sách tay 11, có nghĩa là đây nó không phải là hàng chính hãng 100%, nhưng mùi là chuẩn mùi 100%, lưu hương 85% so với hàng chính hãng, không khác gì hết quý vị nha. Mã vạch, mã code đều như nhau. Tuy nhiên giá thành nó sẽ rẻ hơn mọi người, rất là rẻ hơn ngoài rất là nhiều. Rồi, 3 chai 100, bé ngoan chốt rồi bé ngoan ơi, đừng comment nữa, comment một lần thôi giùm em nha mọi người nha. 3 chai 100, 6 chai là được tặng thêm 1 chai là 7 chai 100.000. 7 chai 100, 3 chai 100. Ủa lộn, 7 chai 200, 3 chai 100.000. Rồi, em qua mẫu nước hoa mini ha. Nước hoa mini anh chị nào chốt cứ chốt giùm em nha. Chốt cứ chốt giùm em ha. Cứ comment 3 chai 100, 3 chai 100, 3 chai 100 giùm em. Remsen đây, Gucci nè đó, 3 chai 100 cứ để đây đi. Rồi, 3 chai 100, 3 chai 100 nha cả nhà ơi. Rồi đây, nước hoa này là nước hoa chính hãng, thương hiệu Celion. Celion quý vị ha, nước hoa chính hãng thương hiệu Celion. Tem chống hàng giả hàng nhái, mã vạch mã code đầy đủ cho quý vị ha. Rồi, dạ các thưa quý vị, chai này sẽ có giá là, ủa này bữa bao nhiêu quá là ta, 299.000 một chai. Nước hoa này nước hoa chính hãng nha, chính hãng thương hiệu Celion, 299.000 một chai, không thơm không lấy tiền. Nước hoa nội địa 299.000 một chai, không thơm không lấy tiền nha. Bán cái gì vậy trưởng?
trưởng phòng tu pho là gì? Trưởng phòng tu pho là gì? Cái bông cúc nó lọt cái bông vô hồng quý vị ơi. Hai nam một nữ được em, cứ comment lên là ví dụ lấy là ba trai hai nam một nữ, hay là ba trai một nam một nữ một BD, cứ thích thì comment lên giùm em. Trời ơi, 299.000 quý vị. Candy nha, quý vị comment giùm em candy 299.000 nha. Rồi. Em lên mẫu mới luôn cho quý vị nha. Dạ rồi, từ từ một lát em sẽ lên em giới thiệu này. Mỗi mẫu em chỉ có 1 2 chai thôi à. Em sale những chai nhỏ này trước. Đây là hàng nước hoa xinh nha quý vị nha, lưu hương khoảng 8 tiếng đồng hồ thôi. Còn ở trên đây là nước hoa lưu hương 12 tiếng. 12 tiếng và chuẩn mùi nha quý vị nha. Những chai này là những chai nước hoa sách tay. Lê Labo có 2 mã, 29 và 33. Ok Phương Hiền nha chị nha. Dạ rồi. Dạ em like này xong lát em tắt like khoảng 10:30. Em like tiếp đó là đồ ăn vặt. Rồi. Đây lên chai này cho quý vị luôn. Quá xuất sắc cả nhà ơi. Quá xuất sắc luôn. Bây giờ em chỉ cần đơn giản thôi. 20 anh chị comment giùm em là đã chia sẻ. 20 anh chị comment giùm em chữ đã chia sẻ. Em chỉ cần đơn giản là 20 người chia sẻ livestream giùm em thôi. Thì em sẽ sell chai này với giá cực kỳ hấp dẫn cho mấy anh chị luôn. Chai này giá bình thường là 480.000 một chai. 480.000 một chai giống gì nha. Mở ra đã thơm, chưa xịt đã thơm rồi quý vị. Chỉ cần 20 anh chị thôi comment giùm em chữ đã chia sẻ. Em sell sập sàn chai này luôn, có 5 chai thôi nha. 20 anh chị comment giùm em nha. Đã chia sẻ nha. Trời ơi mùi xuất sắc luôn quý vị. Thật sự luôn. Cái này chỉ có 5 chai thôi à, không có nhiều. Có 5 chai thôi nha cả nhà yêu. Nha. Rồi nãy giờ em thấy được 4 người đã chia sẻ rồi đó. Dạ rồi. Có Chanel Nam không? Dạ không à, Chanel Nam em hết rồi. Có set Chanel thôi, set Chanel đây. Một lát em sẽ khui ra luôn nhưng mà em không có xịt thử. Em không xịt thử nha. Đây. Đó. Comment 20 anh chị comment đã chia sẻ giùm em. Rồi nãy giờ rồi rất là nhiều à, Nguyễn Quốc Viên đã chia sẻ. Rồi, Đinh Thị Thành chia sẻ rồi. Hồ bơi 5 sao. Em hay vô đoàn lô tô của Su được không? Dung Mi mày nói cái gì vậy, không hiểu gì hết em ơi. Rồi quý vị, rất là thơm, không lẽ em giờ để con chai này ở nhà xài á. Cực kỳ thơm luôn. Kem 4K hết rồi em ơi. Rồi thưa quý vị nha, 400 mấy chục ngàn. Em sale cho quý vị trong live này có 5 chai thôi nha. Và đặc biệt với chai này, quý vị mua về em xin cam kết quý vị một điều. Số điện thoại của em là 0907761710. Có trên cái bill giao hàng cho quý vị. Nếu không thơm, gọi điện thoại alo. Su hả? Em trả tiền lại cho quý vị. Giá trị của hoàn tiền cho quý vị là gấp đôi. Ví dụ chai này quý vị mua 300, em sẽ hoàn lại cho quý vị 600.000. Nếu quý vị nói cái câu là không thơm, hoặc là quý vị sử dụng mà người thân nói là không thơm, em trả lại gấp đôi giá trị của đơn hàng này luôn nha. Rồi. Chai này em có 5 chai, em sale dành tặng quý vị 170.000. 170.000 trong cái livestream này có 5 chai thôi nha. Không có nhiều nha. Có 5 chai thôi cho nên em chỉ chốt cho 5 anh chị thôi. Em ghi tay, em thấy ai trước thì em chốt trước. 170.000. Mùi này nam và nữ đều dùng được. Đây, cái vỏ của nó là cái vỏ bằng nhựa rất là sang trọng nha quý vị nha. 170.000. Lên nước qua BD giùm em. Hồi nãy giờ nước qua BD không đó em. Chia sẻ công khai nha quý vị nha. Rồi. Rồi chai cô gái sau lưng lám lên luôn. Quý vị cứ comment giùm em là 170 kèm số điện thoại giùm em nha, 170 nha. Rồi anh chị nào mà 170 thì comment kèm số điện thoại giùm em ha. Hello Thông Họ Thạch. Rồi, Phương Uyên Thái, cảm ơn Phương Uyên Thái đã chia sẻ nè. Rồi cảm ơn rất là nhiều, hello mọi người. Rồi, 170 quý vị. Dạ Nguyễn Tâm, em chốt cho Nguyễn Tâm nha. Nguyễn Tâm 170 có 7 chai, ủa có 5 chai thôi quý vị. Dạ chỉ có 5 chai thôi nha. Rồi, Nguyễn Tâm 1 chai. Dạ 170,
rất là thơm luôn, hơn 8 tiếng đồng hồ thưa quý vị. Đây, xuất sắc luôn quý vị nha. 170 anh chị nào lấy cứ để lại số điện thoại giùm em. 170 kèm số điện thoại, 170 kèm số điện thoại giùm em nha. 170 kèm số điện thoại ha. Rồi. Đây, chốt ba chai nam cho em như vậy rồi nha Quỳnh Mỹ Phụng ơi, chỉ còn hồi nãy em để đúng cú pháp là được nha Phụng ơi. Để đúng cú pháp là được nha. Rồi anh chị nào mình chốt 170 tiếp tục thì mình cứ comment giùm em nha. Rồi nãy giờ mấy anh chị hỏi chai nữ đúng không? Rồi đây. Đây. Chai này ha. Đây em khui ra luôn cho quý vị nha. Chai này là coi như là siêu phẩm rồi, không thơm không lấy tiền quý vị. Không thơm không lấy tiền. Chai này là nam nữ đều dùng được nha các cả nhà ơi, nam nữ đều dùng được ha. Rồi. Còn chai này là của nữ. Tuy nhiên mấy anh trai mà thích mùi nhẹ nhàng á, mấy anh trai thích mùi nhẹ nhàng xài chai này được. Đây, tháo cái hộp ra. Kỹ lắm quý vị ơi, cái hộp kỹ lắm. Nè. Đây. Đó, cái chai xuất sắc luôn nha quý vị nha. Dạ, với chai này là 199.000. 199.000 chai này, nếu quý vị mua chai này thì cam kết là không thơm không lấy tiền. Quý vị thử hàng giùm em, không thơm khỏi cần tiền nha. Rồi, 199.000 cho chai này, mùi nữ cực kỳ ngọt. Mùi rất là ngọt nha quý vị nha. Rất là ngọt ngào, rất là quyến rũ luôn. Rất là quyến rũ luôn. Em test nhẹ một cái quý vị ơi, để coi em tư vấn cho quý vị cho nó rõ nha. Mùi rất là ngọt ngào. Rất ngọt nha quý vị nha. Thơ lưu hương 8 tiếng đồng hồ quý vị. Còn cái dầu mà nước hoa thơm 12 tiếng là trên đây. Giá nó sẽ cao hơn ha. Thơm hơn rất nhiều quý vị nha. Rất là thơm. Và cái đặc biệt là với cái dầu nước hoa này nè, mình sử dụng xong á, sau khi mà cái mùi đầu tiên, cái mùi cái tầng hương đầu tiên á nó bay đi rồi, cái mùi lưu lại cực kỳ sang. 199.000 cho chai này. Anh chị nào chốt đơn cứ chốt giùm em nha. 199.000 nha. 199.000 cho chai này nha. Rồi. Nha quý vị ha. Anh chị nào chốt thì mình cứ để lại số điện thoại giùm em. Chai này nữ. Còn chai này là nam nữ luôn nha. Chai chai này nè. Đây, Million là của nam nữ luôn. Rồi, chai này là của nữ. Nhưng mà nam xài được CK giống gì nha. Đây, CK 199.000. Chai này nè Nhi ơi. Chai này là xuất sắc luôn nè Nhi ơi. Xuất sắc luôn. Rồi, ok Phương Hiền luôn nha. Ok, chốt cho Phương Hiền nha. Phương Hiền. Rồi anh chị nào muốn mua nước hoa mà loại mà mắc tiền á, comment lên giùm em lên luôn quý vị nha. Phương Hiền. Dạ, anh chị nào muốn mua nước hoa hơi mắc hơn xíu là trên đây, em sẽ lên luôn cho mấy chị ha. Em sẽ lên hàng, lên đơn. Còn nước hoa mini thì 3 chai 100. Nước hoa mini vẫn là 3 chai 100 nha. Vẫn là 3 chai 100.000. 3 chai 100. Bị ẩn comment rồi. Kim Cúc ơi, ẩn comment hả Kim Cúc? Kim Cúc comment gì dạ? Dạ anh chị mình ơi, ai bị ẩn comment em, nãy giờ em không có đọc tên á, em không có đọc comment á, thì mọi người comment lại giùm em nha. Tại vì nãy giờ em bị ẩn comment đi rất là nhiều, mọi người thông cảm giùm em ha. Bị ẩn comment rất là nhiều luôn nha. Bị ẩn comment kinh khủng luôn á. Em không có thấy comment mọi người luôn. Ai mà bị ẩn comment lại giùm em nha quý vị nha. Nãy giờ ai đặt hàng mà em không có đọc tên á thì comment lại giùm em với. Nó bị ẩn comment tại vì em bữa nay em không có coi comment trong kia được. Rồi Cát Thi Vân điện kia viết rồi. Rồi nãy giờ ẩn comment dữ lắm luôn. Rồi 170 luôn nè.
Alo Trần Đăng Khoa, thấy rồi Trần Đăng Khoa ơi. Comment là 170 kèm số điện thoại mì tôm mai lấy hàng chứ vậy mì tôm mai. Mì tôm mai lấy hàng chưa mì tôm mai ơi. Nãy giờ bấm đặt muốn gãy tay. Hân Trần ơi, nãy giờ Hân Trần đặt cái gì? Ẩn comment không có thấy cái gì luôn quý vị, thật sự. Em không có thấy comment luôn á. Kim Cúc bây giờ mới thấy nè. Kim Cúc là 170 luôn. 2, 4, 3, 9, 9. Rồi Kim Cúc. Trần Đăng Khoa ơi, cho số điện thoại. Ghi lại vậy nè Trần Đăng Khoa, 170. Rồi sau đó 170 rồi ghi chữ vô, rồi ghi số điện thoại chứ mọi người mà ghi chữ không á, ghi số điện thoại, ghi số không á là nó không có được. Nó không có hiện ra nha. Thì cái giống đắt gì em cũng không biết nữa gì ơi. Chán gì hết sợ. Nó bị ẩn comment nhiều lắm, em không có thấy gì hết trơn á. Dạ nãy giờ có ai đặt mà em không đọc đọc tên á. Dạ cái này là một chai 199 nha. Ok Hân Trần. Đó phải ghi chữ vô mấy mẹ. Mấy mẹ ghi số không là không có được. Ghi chữ vô đặt, ghi chữ đặt vậy đó. Ok nè Hân Trần nè. Hân Trần. Chán ghê. 642263. Rồi. Dạ chai 190 anh chị nào đặt comment giùm em. Hết rồi Trần Đăng Khoa ơi, đợi má comment là hết rồi mấy má ơi. Nha. Còn chai 190 thôi. Ủa 199 nè. 199 nè. Đó, còn 199. Suzume chốt đơn cho em trai 1 tuổi 70. Đi, chị Su Su số điện thoại em. Nói cái gì vậy? Ba channel Nguyễn Công Vinh ok rồi. Rồi ok. Ghi chữ vô, ghi số không nó ẩn liền. Rồi em lên liền mấy chai này quý vị đây. Cái này nhá trước quý vị coi thôi chứ chưa có bán đâu nghe. Xuất sắc luôn, YSL. Set YSL nha quý vị nha. Set YSL ha. Đó, một chai nước hoa YSL. Đây. Hàng này là hàng sách tay nha quý vị nha. Replica đã được tặng thêm một cây son nữa thưa quý vị. Son YSL luôn. Đó, xuất sắc chưa nè. Set nha, cái này là set theo quý vị ha. Cái set này á, thì anh chị nào mình đặt á, dạ bình thường ở ngoài người ta bán sẽ là 1 triệu 2, 1.200.000 đồng một set. Nhưng em chỉ bán cho anh chị set này đó là 700.000 một set nha quý vị nha. 700.000 cho chai nước hoa này và cây son. Cái này là dòng nước hoa xịn và mắc tiền nha, mắc tiền hơn nha quý vị nha. Mặc dù nó không mắc như hàng chính hãng, tuy nhiên cái mùi hương của nó là chuẩn mùi 100%, còn lưu hương là 85% nha cả nhà. Rồi. Và đây là set Chanel. Set Chanel trong đây sẽ có 3 chai. Em khui ra cho mấy chị coi thử nha. Ai thích set Chanel này thì nên mình chốt nha. Rồi, Trần Đăng Khoa ơi nghe nè. Đây, mã vạch nha quý vị, mã vạch mã có nha, từ từ em lên Lelabo nha quý vị nha. Lelabo về được có 4 chai không có nhiều. Đây, khui ra luôn đây. Trần Đăng Khoa ơi, nó bị ẩn comment, tôi đâu có thấy đâu. Sao bà chết tôi được. Đây nè, đó. Mọi người thấy xuất sắc chưa? Chanel ha. Đây. Giảm cái độ này xuống cho mọi người dễ thấy nè. Đó. Ủa gì nó màu vàng khè vậy? Đây mọi người, cho mọi người coi nha. Đó, mở ra từ từ cho mọi người xem nha. Nguyên set Chanel ha. Rớt. Đây. Cái cạc. Nó sẽ giới thiệu 3 chai nước hoa. 3 chai nước hoa nha. Cái cạc ha. Thơm cực kỳ. Mọi người biết thơm mùi gì không mọi người? Đó là thơm mùi giấy thôi mọi người. Rồi đây, nó là cái hộp này nè. Mình sẽ mở ở đây ra hả? Đây, ở đây một chai. Mở ở đây ra nha quý vị nha, là ở đây một chai ha. Lấy một chai trà bông là chai gì má. Rồi ở đây một chai. Cái set này là set nước hoa mini nha. Và hàng này cực kỳ thơm. Lấy 190 đi. Lấy 199 đi. Đi Khoa ơi. Đây. Trời ơi xuất sắc nè. Chai mini nè.
chai mini nè quý vị nha. Đó, một chai ha. Tổng cộng ở đây nó sẽ có là 3 chai. Ở đây nữa nè. Đó, ở đây thêm một chai nữa. Ở đây một chai nữa nha quý vị nha. Đây, ở đây là Chanel No 5. Cái này là Chanel No 5 nè, cái này là Chanel Coco nè. Đó. 3 chai, tổng cộng nó sẽ có 3 chai trong đây nha quý vị. Rồi, còn một chai nữa nó sẽ nằm ở đây ha. Khui ra cho quý vị nè. Đó. Ở đây nó có một chai nữa, đó là Chanel Coco luôn. Nhưng mà Coco khác nha quý vị nha. Chanel Coco luôn. Giá set này là 650.000 nha cả nhà. Set này là 650.000 cho 3 chai nước hoa ha. Set này là 650.000 đồng. 650.000 đồng một set này nha. Má nào đang livestream mà gọi hoài vậy? Tao đang livestream mày gọi hoài, mày bị khùng hả? Set này là 650.000 nha cả nhà. Trời, mình đang livestream nó gọi hoài, gọi không nổi nó gì á. Đây, 650.000 cho set này. Rất là xuất sắc, anh Võ Thành Nam một set luôn. Set Chanel này xuất sắc lắm cả nhà ơi, thật sự nha. Rất là xuất sắc. Nè. Rồi. Ok, anh Võ Thành Nam nha. Mình đang livestream nó gọi hoài luôn á mọi người. Có tức không? Dạ rồi, tiếp tục set Chanel quý vị ha. Rồi cái chai này. Đây, cái chai này quý vị sẽ được tặng cái túi. Khi mà mua hàng chai này, hàng những cái hàng mà hàng super á, thường là có túi nha. Còn cái chai nào có túi thì em sẽ báo cho quý vị, Chanel Blue em hết quý vị nha. Đây, ví dụ mua chai này quý vị sẽ được tặng cái túi này. Đó. Chai nước hoa này rất là xuất sắc quý vị nha. Và em sẽ không có mở ra nha quý vị ơi. Tại vì mở ra cái hàng nó sẽ không có còn mà. Sao ta mở, không mở thì mọi người không thấy. Mà mở ra thì giờ sao mọi người mở hay không mọi người? Một bịch khô gà là 100 em ơi. Trần Nam để lại số điện thoại em ơi. Trần Nam để lại số điện thoại nha em ơi. Giờ có mở ra được không trời? Không mở đại đi, không ai mua thì tôi xài. Nước hoa này là nước hoa rất là thơm quý vị ha. Hàng replica 11 nha. Đây, ừ mở như vậy nè đó. Rồi lát đóng lại được. Rồi nó còn 2-3 lớp hộp nè quý vị ơi. Đó. Thấy chưa? Rồi kéo ra, mở ra. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Chai này là 1.1 triệu. 1.1 triệu nha quý vị nha. Em dành tặng cho quý vị một cái giá rất là xuất sắc trong live này ha, trong live này luôn. Đó là 700.000. 700.000 cho chai này. Chai này là nam nha, mùi nam. Thường là nam sử dụng chai này. Thường là mấy anh trai sẽ sử dụng chai này giùm em nha. Rất là xuất sắc và rất là sang nha cả nhà. Mấy chai này là mỗi thứ em có một chai à. Mỗi thứ em có một chai à nè. Đó. Nó vô một cái hộp vậy nè. Sang chảnh cực kỳ. Mà cái dòng này á là cái phiên bản này, nó phiên bản tiền, nó rẻ, nó không có là quá mắc. Tuy nhiên cái mùi nó là chuẩn mùi 100%, không khác tí nào hết. Nó chỉ là lưu hương, không có bằng. Ví dụ lưu hương của cái kia là của hàng chính hãng là 14 tiếng đi, 12 14 tiếng, còn cái này thì 10 tiếng đồng hồ. Đó. Con Dung My á là cái con mà gọi hoài á. Tao đang livestream mà gọi hoài với mày. Nè, bỏ vô cẩn thận. Tặng cái túi nó nha anh ơi. Tặng cái túi nó nha. Aqua tròn em hết cả nhà. Aqua tròn em hết nha. Bây giờ em đang lên những đây, hai chai Gucci. Trời ơi, cái này là siêu phẩm nha, cái này là siêu phẩm nha. Cái này là siêu phẩm luôn. Siêu phẩm luôn, xuất sắc luôn. Rồi cuối cùng em sẽ lên đó là Le Labo cho quý vị nha. Đây. Rồi bây giờ em mở chai màu xanh trước. Em mở chai màu xanh thì cái chai màu đen nó cũng y vậy thôi. Em mở một chai thôi nha. Không dám mở mạnh nữa nè. Em giữ cái túi lại lát bỏ vô.
mấy cái chai này mắc tiền lắm, mở cái túi ra uổng lắm mọi người. Đây, tháo ra ha. Đó, nó sẽ bỏ trong cái túi như vậy nè. Nó sang chảnh ghê chưa, nó rất là sang trọng luôn quý vị. Cái chai nước hoa bỏ trong cái túi, bây giờ để mở ra. Cái chai màu này nè, sang chảnh nè. Gucci này em có hai chai, một đen một xanh, còn không biết vài bữa nữa có không. Hello anh Tu S, một chai gì anh, một chai màu xanh hả? Đây. Ồ, bao đẹp. Trời ơi nó xuất sắc nè cả nhà. Dạ chai này thì là 750.000 nha cả nhà ơi. Gucci ha, 750.000. Cái nắp đây. Trời ơi cái nắp là bằng cái gì em không biết nha. Rất là nặng luôn, rất là nặng luôn. Mấy anh chị cứ đặt ha, rồi em sẽ đi săn tiếp, em tìm hàng tiếp cho quý vị nha. Thí dụ mà cái này hiện tại một mẫu này em chỉ có làm hai chai này thôi. Tuy nhiên là nếu mà ví dụ anh chị nào mua nữa thì em sẽ tìm. Em tìm nếu mà có hàng á, em sẽ báo liền. Em sẽ báo liền với giá, cũng là giá em bán giá hấp dẫn như vậy đó. Rồi. Ok, em tôi ép một xanh. Em một chai trực nè ơi, em lấy chai diệm comment giùm nha. Để khui thử chai đen cho mọi người coi luôn nha. Nhưng mà em sẽ khui nhẹ nhàng như vậy đó. Em sẽ khui nhẹ nhàng để mà em giữ cái vỏ hộp lại cho mọi người nha. Lấy chai nước mắm. Trời ơi mày nghiệp quá vậy. Xanh đỏ. Em đâu có chai màu đỏ đâu anh. Em có chai xanh chai đen thôi anh ơi. Chai xanh chai đen thôi à. À chai là chai đỏ kia. Chai đỏ túi xách đúng không? Ok anh, một chai đỏ. Chai đen này cũng xuất sắc lắm nè anh ơi. Trời ơi, cái chai Gucci này nè, nó bao sang luôn. Gucci xanh, nó sang giả mang. Không, của anh Nam á. Rồi. Xanh đỏ. Nghiệp quá à, trực nè. Dạ ok anh Tô S. Xanh đỏ. Đây còn đen đây mọi người. Không có dám tháo mạnh luôn. Không có dám tháo mạnh luôn á. Rồi ok, đen cho anh Tô S luôn. Go Si. Rồi đây. Đây là 750 nha cả nhà, 750.000. Dạ ok anh Tu S, để em khui ra cho anh coi. Cây xì hơi có tâm hảo đó không? Dung Mi ơi, tao chặn mày nè, mày khùng quá trời khùng rồi, mày vô mày hỏi cái gì vậy? Cho nó bớt nhảm đi. Đây chai màu đen này, trời ơi, nó xuất sắc nè quý vị. Xuất sắc luôn ha. Xuất sắc. Trời ơi, làm như là tôi khoái chửi lắm, lúc nào tôi cũng chửi vậy trời. Logo con báo tỉnh nào. Ừ, có con báo nữa mọi người. Màu đen nha, chai này chai màu đen. Su gạo rau đi. Ok, lát su gạo rau. Gút lại, bỏ vô đây. Rồi, đậy nắp lại. Bỏ vô cái bịch kia đâu. Cái kia. Nhét nhẹ nhàng vô lại. Đó, chửi nó đi, chửi. Em chửi nó đi, Tu. Trời ơi, không chửi. Tự nhiên vô đây ngồi nghe tôi chửi không vậy? Ngút lại tiếp. Rồi em lên cái món cuối cùng, Lê Labo ha. Đó. Tu anh bận quá, hello anh. Dạ rồi. Lê Labo em có hai loại. Lấy anh set Chanel nha. Ok anh. Rồi anh Tu S set Chanel luôn. Set. Đắt hả? Chanel. Rồi ok anh. Rồi em lên món cuối cùng. Anh có lấy set YSL không? YSL nè. Set YSL xuất sắc. Chai đó là 750 em ơi. 750. Rồi Lê Labo giống gì nha. Đây. Em sẽ khui mẫu nha. Phải khui mẫu cho quý vị coi. Tu S để cho người ta mua giới. Anh Thi này, anh cản anh hoài à. Lấy YSL, ok anh, YSL. Set YSL hơi bị đẹp nha. Tui S chai màu đỏ nữa đúng không? Ừ. YSL. Vả chai đỏ kia kìa. Rồi để đó đi. Rồi có mấy chai này rẻ nè, anh có mua không? Nè 180, ủa 199. Còn chai Hoàng Đế là hết rồi. Thiên Nguyễn không cho mua nữa. 33. Mã 33 nha quý vị nha. Lê Labo mã 33.
quý vị đừng có hỏi hàng chính hãng hay không, không hàng chính hãng đâu mà mấy trăm ngàn. Cái đây là hàng replica, có nghĩa là sẽ phân tích cho mọi người nghe nè. Hàng này cái mùi của nó đó, cái mùi của nó sẽ là chuẩn mùi, chuẩn 100% y chang mùi của hàng chính hãng. Tuy nhiên lưu hương sẽ chỉ giới hạn nó 85% thôi. Ví dụ là lưu hương của hàng chính hãng là 12 tiếng thì lưu hương của hàng này nó chỉ gói gọn là khoảng 10 tiếng đồng hồ. Ví dụ như vậy cho mọi người hiểu nha. Đó, anh Thiên Nguyễn anh cản ta mình dành kêu mỗi lần một chai. Dạ, Le Labo là 800 ngàn một chai quý vị ha. 800 một chai. Anh một ở gì? Lấy anh hai chai. Le Labo mỗi thứ một chai. Dạ, đây, để khui thử một chai nha quý vị. Anh Thiên Nguyễn một anh Tuét là mỗi thứ một chai nè, rồi để đây đi. Em khui nè. 33 với 29 em lựa hai cái mã là thơm nhất. Dồn đơn hai chai lên rồi khỏi khui luôn. Anh Thành Nam anh cho em khui được không anh? Em khui cho mọi người coi thôi được không anh? Rồi em sẽ đóng lại cho anh nha. Tại vì em thật sự là đó giờ em cũng thích nước hoa này lắm mà em chưa có xài. Cho phép chưa khui vậy? Em khui đại nha. Lát em sẽ đóng lại cho anh nha. Xuất sắc lắm cả nhà ơi. Đặc biệt là cái mùi 33 và mùi 29 này á, là em còn mùi 46 nữa. Nhưng mà tại vì theo tìm hiểu á, thì em thấy là 33 với lại 29 là hai cái mùi mà người ta chuộng nhất, yêu thích nhất. Cái gì đỏ sau lưng là cái này nè anh. Là có 199.000 à, 199.000 cho này nè. Giờ em hết nước hoa xinh rồi, em bắt đầu về nước hoa là hàng replica. Biết sao không? Nó cái giá thành của nó cao không nhiều. Ví dụ là hàng xinh mà lỗi tốt á thì nó cũng là 400-500 rồi. Thì thôi thay diện vậy á, mình thêm khoảng là 100-200 nữa mình mua được cho hàng rep luôn. Hàng rep 1-1 là cái hàng mà thường á người ta không mua hàng chính hãng, người ta sẽ mua hàng này. Mặc dù nó lưu hương không có bằng, nó lưu hương chỉ là khoảng là 10 tiếng đồng hồ, 12 tiếng. Tại vì nước hoa chính hãng là 14 tiếng đồng hồ rồi. Đây, dạ ba chai cho anh. Ok, rồi hết rồi, cái đèn nó chiếu. Ba chai cho anh Tu ép. Hàng mới anh về được một ít rồi quý vị. Tại vì cái hàng chính hãng này nè, vốn nó cao lắm. Vốn nó 600 ngàn một chai, 600 hơn á. 600 hơn một chai á. Là em đâu có tiền đâu lấy nhiều. Ủa, không được, cái này mở ra là phải rách cái này. Mở ra là rách hả ta? Có đường nào mở được không? Hai cô gặp hai người chiếm mẹ em hết rồi. Dạ thôi mọi người ơi, nếu mở ra sẽ rách cái này. Cho nên em sẽ để trọn vẹn này cho khách của em. Nhận hàng đâu cái túi rồi. Còn nẹp lại đâu cái túi này nè. Ừ. Rách đụng rách là nó phiêu. Tiếp lần rồi. Dạ. M33 lấy thêm 2 chai nữa. Không mở. Ok anh Tu S, M33 thêm 2 chai. 2 M33 thêm. Ủa thì là tổng cộng là Le Labo 29 với 33 mỗi thứ mấy chai. Anh comment nó đi nha. Le Labo mùi nó là... Em ơi em chỉ cần lên mạng em gọi là Le Labo thôi nha, là người ta sẽ review cho em biết cái mùi nước hoa nó cỡ nào. Tuy nhiên đây không phải là hàng chính hãng nha. Nói trước ha, đây không phải là hàng chính hãng, mà hàng chính hãng thì 4-5 triệu, có khi 8 triệu đồng. Tuy nhiên cái này á, cái chai này á là hàng phiên bản đó là replica ha. Tổng cộng 4 chai 2 mẫu. Ok anh Tu S luôn. Ok anh Tu S luôn. Ghi lên giùm cho tôi 4 chai Le Labo 2 mẫu. Em mở nha anh Võ Hành Nam kêu mở đi kìa. Ok em mở nha. Biết sao thật sự em mê cái nước hoa này lắm, mà em mà nói giờ không có xài. Mở đại nghe, kêu tôi mới mở đó nghe trời. Không phải là coi coi tự mở đâu nghe. Không, đừng có la tôi nha. Nó sẽ lưu hương á là rất là lâu. Và cái mùi nó rất là chuẩn mùi. Trời, mở ra là thơm liền, mở ra là thơm liền. Chai đỏ phía sau còn mấy chai còn có không? Một chai nhé. Một chai. Ủa còn hai chai. Em còn hai chai. Dạ em còn hai chai lấy luôn cho anh đi. Trời nãy nóng tới sớm. Anh lấy cái chai mà cái gì quên rồi. Đâu rồi? Đâu rồi anh ơi? Đây nè.
có 100. Không phải, cái kia kìa. Ờ, cái này nè. Cái này nè anh. Trăm mấy quên rồi. 170. 170 à, cái này 170 mà thơm lắm. Cái này 170 thơm lắm nè, là quà tặng được anh. Đây mọi người, trời ơi, đây. Đây. Ha. Đầu tiên từ từ trước khi coi cái này, em coi cái này trước. Giấy tờ đàng hoàng, lấy anh một chai. Ok, ok anh Thi. Lấy anh một chai. Anh Thi sao anh cản anh tu S hoài vậy? Nước hoa YSL. Dạ YSL, set YSL nãy nhiêu? Mẹ ơi má ơi. Tu S lấy hết hai chai rồi. Nãy YSL nhiêu vậy? YSL 700. 700 là gồm một cây son ha. Anh hít một hơi. Em hít một hơi rồi trừ 50 rồi. Anh rõ thằng Nam anh độc ác chứ em. Anh gài em 199.000 Nguyễn Phương Linh ơi, hết rồi. Anh tụi em lấy hết rồi. Thì bây giờ Nguyễn Phương Linh cứ đặt đi rồi Su Su sẽ sang tiếp nha để tìm. Tại mấy cái hàng này mỗi lần về đâu có được nhiều. Hùng kia còn chưa khui đó. Tức anh Tiên Nguyễn dễ sợ. Nè, YSL nha cả nhà. Ha. Ai bị yếu sinh lý xài YSL giùm em. Đó, trong đây sẽ có một chai này với một cây son ha. Anh ơi, nếu mà nam á, anh xài 29 hoặc là 33. À quá em, anh lấy một chai. Anh lấy một chai. Đây, 33 nè. Có 800 thôi. Em hửi cái nha anh Thành Nam. Nhưng mà không có sệt. Trời ơi, trời ơi. Rất là thơm. Rất là thơm nha. Cực kỳ thơm. Chứ phải thơm bình thường nữa. Thơm thiệt. Thơm quá. Mở ra thôi mọi người, thật sự luôn nha. Ai quá mua thơm luôn, ai mua Le Labo mà mình chỉ cần như em nói rồi, về cứ mở ra. Mở ra thôi. Hửi thôi. Trời ơi là đủ rồi mà. Đừng sệt, sệt uổng nha. Quá xuất sắc luôn, trời ơi trời. Cực kỳ xuất sắc nha mọi người nha. Thôi bỏ cho vô cho anh ta. Chứ để anh ta la. Bỏ vô nè. Đậy lại. Nước hoa xinh giờ em hết, em không có nhiều nước hoa xinh nữa. Em chỉ có nước hoa sách tay dạng này thôi à. Rồi. Bỏ nè, cố gắng bỏ vô cái này cho Võ Thành Nam đi, để anh trừ 50. Dạ ok, anh Thi Nguyễn đi cà phê vui vẻ nha. Anh này. Ta đang live stream con nào buồn nó tắt quạt máy dễ sợ. Đây nè. Của anh nào. Quạt máy tự tắt hả mẹ? Quạt nào? Quạt lần nữa đó. Quạt nào Nam đúng không? Nam luôn. Ê quên có túi tặng nè, quên. Hai chai Gucci. Hai chai Gucci là có cái túi tặng nha anh ơi. Trời ơi, mấy cái chai nước hoa xịn là phải có túi tặng hết. Túi Gucci ha. Được tặng cái túi Gucci sách nè đã. Thấy chưa? Sang không? Sang quá sang. Gucci, tặng hai túi Gucci cho anh tui S kìa. Tui S, anh đó có Gucci đâu. Dạ, trời ơi. Mất hết ngày luôn. Trời ơi, một ngày luôn anh nhiều vậy luôn hả anh Thi Nguyễn? Đã vậy. Nguyễn Tam chai million. Chai này dạ 299. Nguyễn Tâm ơi, em sale cho anh 250 chai xài chơi nha. 250. Lê Labo là được tặng luôn túi nha quý vị nha. Được tặng luôn túi ha. Đây, tặng túi luôn. Ủa còn sợi dây nữa đâu ta. Sợi dây nó rớt trong đây nè mọi người. Để moi cái dây ra cho quý vị nha. Làm gái em dạ. Anh được mấy chai. Anh được mấy chai kìa. Anh Thành Nam á. Tặng cái túi nè mấy. Hai Labo, một chai neo với lại một chai. Cái gì màu đỏ đỏ. Ừ, 4 chai nha anh ơi, 4 chai. Trời ơi, cái túi Le Labo đẹp quá mấy má ơi. Dạ ok, tui S nha. Ủa sao ngu vậy, ta mở ra còn xong. Ờ đây. Không biết ship lại luôn á mọi người. Đủ 4 chai, 4. Ừ. Rồi, cảm ơn cả nhà thân yêu nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ,
Bây giờ em sẽ tắt like để mà em dọn nhà. 10 ai anh chị Nguyễn Tâm, chị lấy không? Chị comment giùm em đi. Comment đi em in bill, em ghi luôn. Quay em nãy anh tôi ép lấy một set rồi. Tại vì em thấy mà giống như mấy anh tôi ép là anh Thành Nam là thường mua của em á là nước hoa là 400-500 ngàn một chai, rồi có khi là có những chai mà super của Sinh á là cũng là 600-700 đó. Thì có còn cái này á là hàng của Mỹ nhưng mà là cũng là hàng replica thôi chứ không phải là hàng chính hãng nha quý vị nha. Rồi bốn chai cũ của anh đi chưa? Dạ đi rồi anh Võ Thành Nam. Dạ còn mấy chai của Mỹ nữa thôi à. Victor set ở bên đây rồi. Ủa anh gì Nguyễn Tâm ơi, lấy không, chốt giùm em đi. Qua hết rồi, qua hết nha cả nhà ơi. Rồi ok anh Nguyễn Tâm rồi. Dạ bye bye mọi người, 250. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ là bye bye.